Chào mừng huấn luyện viên đến với tính năng mới toanh của FIFA 24, Squad Battle, nơi huấn luyện viên sẽ thách đấu với những đội hình được điều khiển bởi trí thông minh nhân tạo, đầy thử thách và mang về những phần quà hấp dẫn. Đến với Squad Battle, các huấn luyện viên sẽ được thử sức mình với đội bóng trong mơ của các huấn luyện viên khác. Những thử thách sẽ được thay đổi liên tục để luôn tạo cảm giác mới lạ. Và đặc biệt, đây sẽ là cơ hội để huấn luyện viên trải nghiệm cảm giác giải đấu UEFA Champions League lần đầu tiên trong FIFA 24. Nếu muốn thử cảm giác mạnh, thử thách siêu đội hình hàng tuần được chọn ra bởi những người nổi tiếng chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng. Và đừng quên, độ khó bạn chọn càng cao thì điểm nhận được sẽ càng nhiều. Khi hoàn thành các trận đấu của Squad Battle, các huấn luyện viên sẽ nhận được những số điểm tích lũy. Số điểm tích lũy này sẽ giúp huấn luyện viên vươn đến những vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng Squad Battle hàng tuần. Và khi thứ hạng càng cao, phần thưởng mà huấn luyện viên nhận được vào cuối mùa sẽ càng chất lượng và giá trị hơn. Bạn có sẵn sàng cho những thử thách mới? Tham gia ngay Squad Battle từ ngày 21 tháng 8.